Sáng 9 tháng 9, dù được đánh giá cao hơn song Bồ Đào Nha đã phải trải qua trận đấu không dễ dàng trên đất Slovakia và chỉ có thể thắng tối thiểu. Siêu sao Ronaldo xuất phát trong đội hình chính thức nhưng chưa có nhiều dấu ấn. Trong khi đó, tiền vệ Bruno Fernandes trở thành cứu cánh cho Bồ Đào Nha khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 43 để mang về 3 điểm quý giá, qua đó duy trì mạch trận toàn thắng và không thủng lưới từ đầu vòng loại Euro 2024. Ngược lại, Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh áp đảo với chiến thắng tới 7-1 trước Georgia. Trong chiến thắng giòn giã này, Alvaro Morata đóng góp cú hat-trick. Đáng chú ý, tài năng trẻ Lamine Yamal ấn định tỷ số 7-1 để trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Tây Ban Nha ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, 16 tuổi 57 ngày. Kết quả một số trận đấu khác: đảo Sip 0-3 Scotland, Thổ Nhĩ Kỳ 1-1 Armenia, Croatia 5-0 Latvia, Bosnia và Herzegovina 2-1 Liechtenstein, Luxembourg 3-1 Iceland. Vào lúc 7 giờ 45 sáng 9 tháng 9, Brazil sẽ có trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ khi tiếp Bolivia. Là đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới, Brazil đương nhiên hơn hẳn so với Bolivia về danh tiếng. Tuy nhiên, Selecao lại đang có vấn đề về phong độ khi để thua tới 3/4 trận vừa qua, tính cả thi đá luân lưu 11m. Bất chấp thực tế trên, Brazil vẫn là thử thách quá lớn dành cho Bolivia, đội bóng có phong độ còn tệ hơn cả họ. Nếu như Brazil chưa bao giờ lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì Bolivia không được quyền tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Đáng chú ý, trong 11 trận đấu gần đây, Bolivia chỉ giành được 1 chiến thắng, còn lại phải nhận tới 9 thất bại. Sportstar đưa tin, Neymar đã có những từ ngữ chê bai giải Ligue 1 của Pháp, đồng thời ca ngợi Saudi Pro League nơi anh vừa đầu quân cho đội bóng nhà giàu Al Ahly.